Review một căn nhà được xây dựng độc lập phù hợp cho quý vị đang đi làm ở khu vực Mỹ Đình này, Nam Từ Liêm này, ở Nhổn này, gần với lại trường Đại học Công nghệ này. Với cái căn nhà này thì được xây dựng độc lập duy nhất một căn, cụ thể thì nó là thuộc xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Với cái căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay, với thông số nhà, hướng nhà là hướng Tây Bắc. Mặt tiền của ngôi nhà 6m25, căn nhà này được thiết kế và xây dựng là 5 tầng đều đã được hoàn thiện xong hết. Với vị trí đường ngõ thì gọi là cực phẩm, với một căn nhà độc lập, ngõ ô tô có thể đi qua, ngõ thông, đường thoáng, giao thông đi lại cực kỳ thuận tiện. Với vị trí này thì xung quanh ngập tràn tiện ích chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học đi lại rất là thuận tiện. Với cái giá chào bán của cái căn nhà này hiện tại là 3 tỷ 100 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Căn nhà mặt tiền nó rộng cho nên rất là thoáng, và toàn bộ phần mặt tiền của ngôi nhà được chủ nhà ốp đá granite cho quý vị rồi. Phần thiết kế cửa chính thì hai lớp, bên ngoài là cửa inox 304 kéo và bên trong là cửa gỗ mọi người ạ. Đây, với cái vị trí đi lại cực kỳ thuận tiện như Ngọc Ánh vừa nhắc và chia sẻ với mọi người rồi, đó là nó gần với lại Mỹ Đình, gần với lại Cầu Giấy. Quý vị nào đi làm ở khu vực loanh quanh Mỹ Đình hoặc là Nam Từ Liêm thì căn nhà này nó khoảng phạm vi bán kính khoảng tầm 7-8 km quay đầu lại là rất là ok. Chợ trường phường trạm đầy đủ. Căn nhà thì vừa mới hoàn thiện xong hết. Phần ngoài đang đứng ở đây đó là cái phần phòng khách của ngôi nhà. Toàn bộ cái phần hoàn thiện cơ bản, nội thất cơ bản, tủ bếp này cũng như là thiết bị vệ sinh, và xung quanh cái phần trần thạch cao, hệ thống đèn led sơn thì đều đã được thiết kế xong hết. Căn nhà này theo hiện trạng thì chỉ có thể dọn đồ về và ở ngay, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên tới 80% giá trị của cái căn nhà này. Ở đây là cái phần kệ tivi mọi người ạ. Đấy, phần phòng khách thiết kế rất là thoáng, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng đầy đủ. Và ngoài cái phần phòng khách thì ở đây còn có một cái không gian phòng bếp chữ L nhỏ nhắn xinh xắn. Với cái thông số nhà 30m thì cái công năng sử dụng đáp ứng cho quý vị, nói tóm lại là vẫn cứ là đầy đủ, bếp khách rồi là các phòng ngủ. Phần hoàn thiện tủ bếp thì thiết kế ở đây nó là tủ gỗ ăn cường, chống cong vênh mối mọt, phụ kiện bếp đi kèm thì toàn bộ chất liệu đều là inox 304 rất là chắc chắn. Chậu rửa, vòi rửa được lắp đặt đây rồi. Đó, cái phần mặt tiền nó rộng cho nên ở đây mọi người thấy không, ở cái không gian bếp mà còn có một cái cửa sổ mở ra ngoài rất là thoáng. Xung quanh bếp ở đây thì là ốp kính ốp bếp và mặt bếp ốp đá granite. Với căn nhà này được xây dựng độc lập duy nhất một căn, hồ sơ điện nước đều đã được lắp đặt đầy đủ xong hết rồi. Quý vị chỉ việc xách vali về và ở thôi. Tầng 1 ngoài ra thì còn có một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này đáp ứng cho quý vị cái công năng là cái sử dụng thiết bị vệ sinh thôi. Về cái bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên sử dụng 4-5 tầng của ngôi nhà. Đấy, tay vịn cầu thang thiết kế là gỗ tự nhiên, mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá đen cổ trắng. Như vậy Ngọc Ánh đã review cụ thể chi tiết căn này, đường, hướng, giá, vị trí của nó cho quý vị rồi. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin thì cứ alo ngay cho Ngọc Ánh nha. Và sau đây xin mời mọi người theo em lên trên khám phá các tầng trên của ngôi nhà nha. Với thiết kế ở trên phía tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế là một phòng ngủ và một phòng vệ sinh mọi người ạ. Đây là phía phòng ngủ ở phía tầng 2 của ngôi nhà, đã được chủ nhà lắp đặt cho mình đầy đủ tủ quần áo này, giường này, kệ này. Đây hoặc có thể là mọi người có thể để làm bàn làm việc. Nói chung là cái này tùy công năng mọi người nha. Tuy nhiên thì nó khá là đồng bộ với cái màu sơn. Ở dưới thì là cái sàn gỗ mọi người ạ. Đó. Cái giường này thì kích thước là 1m8, 2m. Cửa mở được ra ngoài thông thoáng. Hệ thống ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa được lắp đặt đầy đủ với cái tủ này mọi người ạ. Đây, cho quý vị nhìn thực tế nhá. Cái tủ này kích thước cũng rất là rộng. Đấy, cho nên Ngọc Ánh bảo rồi, chỉ việc xách vali về và ở ngay thôi. Vị trí đi lại rất là thuận tiện. Phía bên trong của cái căn nhà này, ở bên trong cái không gian phòng ngủ này thì còn một phòng vệ sinh. Đây, phòng vệ sinh này cũng rất là thoáng này. Bồn cầu này, hệ thống sen tắm này, dây chờ bình nóng lạnh, lavabo. Đó, tất cả những cái căn nhà của anh review và quay lên cho quý vị 100% là sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà luôn được nha quý vị. Đó, cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ lim rất là chắc chắn. Như vậy của anh review tầng 2 rồi, mời người theo em lên trên phía tầng 3, 4, 5 của ngôi nhà nhá. Đây là phía tầng 3 của ngôi nhà thưa quý vị. Với tầng 3 thì chủ nhà không lắp cái nội thất nữa mà để không như thế này, để cho quý vị có thể về sáng tạo thêm cho cái không gian của căn phòng. Hoặc nếu như mình có thương lượng được với chủ nhà thì có thể lắp được đầy đủ giống như ở phía tầng 2 nha quý vị.
với cái căn nhà, cái phòng này. Nếu như không có đồ ở đây, quý vị nhìn thực tế nó rất là rộng đó. Tất cả các phòng ngủ đều được lát sàn gỗ. Và như vậy với cái căn nhà 5 tầng thiết kế 3 phòng ngủ riêng biệt, tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà, thiết kế mỗi một tầng một phòng ngủ và một phòng vệ sinh ở phía bên trong. Tất cả các phòng vệ sinh đều đáp ứng công năng sử dụng cho quý vị theo từng tầng. Tất cả các phòng ngủ đều có cửa sổ ngập tràn ánh sáng cũng như không khí vào trong cái không gian phòng. Và có đầy đủ ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa cho quý vị. Ngoài ra tất cả các phòng ngủ đều có đầu chờ lắp dây cáp để quý vị có thể xem tivi nha. Đó, sẵn hết rồi. Nói chung là xách vali về và ở luôn. Sau đây ngoài xin mời người theo em lên trên phía tầng 5 của ngôi nhà nhé. Với tầng 5 của ngôi nhà thì ở đây chủ nhà thiết kế cho mình một cái không gian để phòng thờ rất là rộng, có cửa sổ thông thoáng. Tiếp theo đó là cái phần để đây, không gian để máy giặt này, ổ điện, sán thoát nước, vòi cấp nước. Và phần còn lại cuối cùng của ngôi nhà đây chính là sân phơi. Wow, xung quanh rất là dân cư đông đúc và nó rất là thoáng luôn quý vị ạ. Với cái căn nhà này, quý vị có thể và ở ngay tiện nhất, xây dựng độc lập duy nhất một căn, giá bán thì cũng rất là hợp lý với một cái căn nhà ngõ thông, đường ô tô có thể đi qua. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về cái căn nhà này thì vui lòng gọi điện cho Hoàng Anh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhá, 0930134403 hoặc 0888011444. Mọi người xem video thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.